Sau khi ra tù là con đã cải tà quy chánh rồi. Ngày xưa là tại vì cái thằng kia nó xếp hàng nó ngồi trước con, nó làm con đợi lâu quá, con tức con phải chém nó chết. Bây giờ con cải tà quy chánh là mày yên tâm đi, con hiền lắm. Trời, anh Phương undercut. Cái biệt danh đó tôi bỏ lâu rồi. Sau khi ra tù là tôi không còn lấy cái tên đó nữa. Ai về nãy giờ em thấy quen quen mà không có dám hỏi. Thôi ấy 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 anh Phương lên đây ngồi đi. Em nhường chỗ. Chú vô trước thì chú cứ ngồi ở đó đi. Tôi không có muốn tranh giành. Dạ. Thôi em thơm thảo với anh Phương. Coi như em đãi anh Phương chầu này rồi nhường chỗ luôn. Thấy chú có lòng thì tôi chiếu cố cho. Em cảm ơn Phương. Trời ngầu thiệt, đúng là đại ca giang hồ.